Hoa hậu Thiên Ân bị ảnh hưởng bởi anti-fan. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hội nhóm anti-fan Hoa hậu Thiên Ân với số lượng lên gần 1.000 thành viên. Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand Việt Nam 2022 và lên đường thi đấu quốc tế, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã nhận được vô vàn sự yêu mến, ủng hộ của khán giả. Nhưng mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hội nhóm anti-fan Hoa hậu Thiên Ân với số lượng lên gần 1.000 thành viên. Được biết, hội nhóm này thường xuyên bôi nhọ, miệt thị ngoại hình của Hoa hậu Thiên Ân. Không chỉ có vậy, nhóm người này đã kêu gọi đánh giá một sao cho những nhãn hàng mà người đẹp Long An đang là đại diện. Điều này khiến cho cả tinh thần và công việc của Thiên Ân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Fan sắc đẹp tỏ ra vô cùng bức xúc khi những thành viên trong hội nhóm anti-fan chính là người Việt chứ không phải quốc gia nào khác. Phần đông cảm thấy thất vọng, phẫn nộ trước những hành động độc hại mà group này mang đến cho Thiên Ân. Tại cuộc thi Miss Grand International 2022, dù không đạt được thành tích cao như đàn chị Thúy Tiên, nhưng Thiên Ân vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả. Lý do vì cô chỉ có 3 ngày để chuẩn bị trước khi thi đấu nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.